Đây là nội dung về nội dung thi cuối kỳ của đợt này của chúng ta. Vẫn là 28 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Đầu tiên thì sẽ có nội dung về phát biểu định luật Coulomb và nêu đơn vị đo của điện tích. Thì đây nhớ cho thầy cái công thức của định luật Coulomb. Thì mình có khi mà hai điện tích, chẳng hạn như thầy hai có hai điện tích một âm một dương đi, Q1 và Q2 đặt gần nhau, thì lúc này nó sẽ tương tác đến nhau lực hút. Ở đây thì Q2 tác dụng lên Q1, một lực là F21 này. Q1 tác dụng lên Q2, F12. Và hai lực này thì có độ lớn bằng nhau và được xác định theo công thức là bằng K nhân trị tuyệt đối của Q1, Q2 chia cho khoảng cách bình phương. Trong một số bài thì nếu người ta đề cập đến môi trường điện môi thì mình có thể nhân với epsilon bên này nữa. Nhưng mà chỗ này chú ý nhé, trong các bài tính toán chú ý thì không lẫn epsilon và epsilon không. Ví dụ như nhiều bài người ta cho cái giá trị epsilon không này mà chúng ta lại đẩy vào cái giá trị này là bị sai đấy. Khi mà đề bài cho epsilon không này thì để chúng ta tính cái giá trị k là bằng 1 phần 4 pi epsilon không thôi. Thì cái này chúng ta không cần dùng đến cũng được, bởi vì k của chúng ta chắc chắn là có giá trị bằng 9 nhân 10 mũ 9 rồi. Đấy, nên chú ý cái nội dung này. Nhớ cho thầy công thức. Ở đây người ta yêu cầu về phát biểu nội dung của định luật thì mình đơn giản đó là lực tương tác giữa các điện tích thì nó thế nào? Nó sẽ bằng, nó tỷ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích là cái tử và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng là cái mẫu. Thế thôi, tỷ lệ thuận với tử và tỷ lệ nghịch với mẫu bình phương. Đấy, nhớ cái nội dung này là được. Và mình có đơn vị đo của các điện tích. Thì mình có đơn vị của các điện tích Q, đó chính là Coulomb. Đấy, ký hiệu là C. Để liên quan đến định luật Coulomb và đơn vị đo của các điện tích, xong cái phần nội dung định luật và đơn vị. Ở đây một số câu trắc nghiệm thì thầy sẽ đi nhanh cho chúng ta này. Câu 1 chắc chắn là đáp án C rồi, công thức. Câu 2 phát biểu đúng khi nói về định luật Coulomb. Mình có đáp án D. Hút nhau khi điện tích sai dấu. Câu 3. Độ lớn lực tương tác giữa thì nó thế nào? Thì đây chúng ta sẽ có liên quan đến nội dung định luật Coulomb, thì chúng ta như mình đã biết tỷ lệ thuận với tích của hai độ lớn là điện tích, tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Đúng không? Vậy chúng ta sẽ có ở đây là đáp án D chính xác. Câu số 4. Lực tương tác Coulomb là áp dụng trong trường hợp. Ở đây trong trường hợp đó là hai điện tích được coi là điện tích điểm và đứng yên. C. Xong phần đầu tiên. Phần thứ hai nêu được khái niệm điện trường, và điện trường là lực, là trường lực được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại xung quanh điện tích và truyền tương tác giữa các điện tích. Ở trong bài đầu thì mình nắm được đó là các điện tích thì tương tác nhau bằng lực hút hoặc lực đẩy. Ví dụ ở đây thầy có hai điện tích, chẳng hạn như thầy có một điện tích Q lớn này, bên này thầy có một điện tích Q nhỏ này. Thì mình thấy là cái điện tích Q lớn này nó sẽ tác dụng lên điện tích Q nhỏ là lực hút. Đồng thời Q nhỏ cũng tác dụng lực hút lên Q lớn. Mà tại sao có lực hút này? Đó là do tồn tại xung quanh cái điện tích Q này, nó tồn tại xung quanh có một dạng môi trường đặc biệt và người ta gọi đấy chính là điện trường. Môi trường đặc biệt này chính là điện trường. Được chưa? Chúng ta nắm đơn giản thế thôi. Thì mình sẽ có cái khái niệm về điện trường ở đây. Đó là dạng vật chất hay là dạng môi trường đặc biệt tồn tại xung quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Đấy. Vậy thì mình có thể rút ra như sau. Về khái niệm điện trường này, mình có một điện tích ở đây, điện tích Q dương chẳng hạn, thì nó là một dạng môi trường đặc biệt, nó tồn tại xung quanh điện tích Q này và gắn liền với điện tích Q. Đây là về khái niệm dạng vật chất hay là dạng môi trường tồn tại xung quanh điện tích.
và nó sẽ truyền tương tác giữa các điện tích. Đó là khi mà đặt vào nó một cái điện tích thử quy nhỏ chẳng hạn, quy nhỏ dương, thì chính cái môi trường điện trường E này nó gây ra lực điện ép, lực ép đẩy quy nhỏ là do môi trường điện trường nhé. Thì bài 1 nắm được là các điện tích nó tương tác với nhau, còn sang bài điện trường thì nắm được là nó tương tác với nhau do tồn tại xung quanh điện tích có một môi trường đặc biệt hay là dạng vật chất đặc biệt. Đấy, nắm được chắc cái nội dung này, xong cái khái niệm rồi, thế thôi. Ngoài ra liên quan đến điện trường, xem nào. Rồi liên quan điện trường thì chúng ta có thể có công thức như sau. Đó là E thì bằng K nhân trị tuyệt đối của Q. Với Q ở đây là cái điện tích gây ra điện trường nhé, chia cho khoảng cách bình phương. Tức là khi có một điện tích Q này, này, một điện tích Q, và chúng ta muốn xét lại một vị trí có cường độ điện trường như thế nào, thì chúng ta sẽ có công thức xác định E có độ lớn chính là bằng K nhân trị tuyệt đối của Q chia R bình. Và cường độ điện trường E thì có đơn vị là vôn trên mét. Ngoài ra thì nó có thể có đơn vị khác là Newton trên Coulomb, bởi vì nó bằng F chia cho Q nên là có thêm một đơn vị này. Mình thì thường sử dụng là vôn trên mét thôi. Đây là nội dung thứ nhất liên quan đến cường đến điện trường. Rồi chúng ta sẽ đi một số câu trắc nghiệm để từ câu 5. Câu 5 chúng ta có đáp án B. Câu 6 về đơn vị A. Câu 7 D. Câu 8 mình có đáp án C. Điện trường khái niệm của nó rồi. Câu 9 đáp án C, tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó. Câu 10, phát biểu đó không đúng khi nói về điện trường. Câu 10 ở đây là đáp án D. Câu 11, cường độ điện trường là đại lượng vector nhé, bởi vì nó có hướng nên nó là đại lượng vector. Câu 12 C, cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực. Câu 13, chúng ta có đáp án D. Điện trường gây ra lực điện tác dụng lên điện tích thử là xong nó. 14, vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó. Nào câu này, câu 14, vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều. Ở đây thì nếu mà chúng ta xét câu này nhé, chẳng là câu A đi, ví dụ như thầy có một điện tích Q lớn này thì gây ra tại một vị trí M này, nó chiều hướng ra đúng không, E này hướng ra. Nếu mà đặt tại đây một điện tích thử Q dương thì lực F cũng có chiều hướng ra, chuẩn rồi. Nếu mà đặt, nếu là Q mà là âm tại vị trí M này thì là chiều E hướng vào, nhưng mà đặt vào đây một điện tích thử Q dương thì F cũng có chiều hướng vào. Vậy thì Q lớn âm hay dương thì cái chiều của lực, cái chiều của vectơ cường độ điện trường đấy thì nó luôn cùng chiều với lực điện nếu mà đặt vào đây là điện tích thử dương. Vậy chúng ta có đáp án A. Đây là lý do. Những câu nào cần giải thích kỹ thì em có thể đặt câu hỏi nhé. Đây thầy thấy câu này nhiều bạn đang vướng nên thầy giải thích chỗ này. Câu 15, nếu bạn nào ngại thì có thể nhắn lên là muốn giải thích kỹ câu nào. Câu 15 chúng ta có đáp án A. Nó phụ thuộc vào độ lớn điện tích thử, bởi vì mình có E bằng K nhân, đây độ lớn của độ điện trường tại một điểm gây ra một điểm, không phụ thuộc vào yếu tố nào nhé, không phụ thuộc. Nó sẽ bằng K nhân trị tuyệt đối của Q chia cho R bình. Thì đây vào Q gây ra cái cường độ điện trường đấy và khoảng cách, thế thôi. Còn điện tích thử thì không có, không phụ thuộc vào cái điện tích thử Q nhỏ đâu.
Rồi sang câu 4 về nhận biết đặc điểm của điện trường đều. Chúng ta sang cái phần về điện trường đều. Thứ nhất, điện trường đều nó được tạo bởi hai bản song song cách đều, một bản dương và một bản âm. Đây, chúng ta có những đường thẳng song song cách đều đây. Mình sẽ có công thức tính cường độ điện trường đều, đó là E thì bằng U trên D. Với U ở đây là hiệu điện thế, đạt vào hai đầu hai bản. D là khoảng cách giữa hai bản. Được chưa? Khoảng cách. Và chúng ta hay bị nhầm lẫn ở một yếu tố, đó là nhiều bài người ta đề cập đến cái nam châm. Nhiều bài đề cập đến nam châm mà chúng ta lại coi như đây là điện trường đều thì cái này không phải nhé. Nam châm không không phải nam châm đâu nhé. Nam châm không tạo ra điện trường mà nam châm là tạo ra từ trường nhé. Nhiều bạn hay bị nhầm lẫn chỗ này thì loại bỏ ý tưởng này đi nhé. Không có cái yếu tố về nam châm ở đây. Đó là hai bản, một bản dương và âm thế thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số cái câu hỏi trắc nghiệm. Câu 16. Đường sức ở trong hình vẽ bên là đường sức của điện trường đều cái nào? Thì đằng thẳng song song cách đều đoán C rồi. À, điện trường tạo ra ở. Rồi, hai bản kim loại đã cách nhau một khoảng. Nhiều bạn hay bị nhầm sang nam châm với chữ U, nó không phải đâu ấy nhé. Bỏ lại bỏ cái này đi nhé. 18. Điện trường đều là điện trường mà cường độ tại mỗi điểm có giá trị giống nhau, độ lớn giống nhau về phương và chiều. B. 19. Điện trường đều là điện trường mà cường độ điện trường của nó có hướng và độ lớn như nhau tại mọi điểm nhé. Câu 20. Khi nói điện trường đều thì phát biểu nó sao? Sau đây là không đúng. Câu 20 chúng ta bắt đầu ăn đi. Để biểu diễn được điện trường đều thì ta vẽ các đường sức song song và không cách đều nhau. Nên người ta hỏi là không đúng mà đúng không? Chạy yếu tố không đúng. Câu 21. Công thức xác định công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích Q trong điện trường đều. Đó là A bằng Q nhân E nhân D, trong đó D là, thì đây chúng ta có D chính là độ dài đại số hay chính là hình chiếu của nó đấy. 22. Phát biểu đúng. Công của lực điện là số đo biến thiên thế năng tĩnh điện. Cái này đúng. 23. Bởi vì chúng ta có nhé, công của lực điện chính là số đo của độ biến thiên thế năng tĩnh điện thôi. Cái này liên quan đến phần lý thuyết rồi. Trong sách có đề cập đến. Câu 23. Công của lực điện. Rồi chọn đáp án B. Tại sao? Bởi vì chúng ta có công thức là A khi mà di chuyển từ M đến N thì bằng Q nhân E nhân D. Đúng không? Nó tỷ lệ thuận với độ lớn của điện tích Q. Câu 24. Công của lực điện không phụ thuộc vào, rồi hình dạng đường đi, nó chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối thôi. Để nhớ nhé, nó chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và cuối đường đi bởi vì nó là hình chiếu mà. Câu 25. Để nếu chiều dài đường đi của một điện tích tăng hai lần thì công của nó thế nào? Cái này chưa đủ dữ kiện để xác định. Thì ví dụ chẳng hạn như điểm nó di chuyển từ M đến N đây, hoặc là từ M đến N đây. Bây giờ nó tăng hai lần, nó tăng theo chiều này thì nó vẫn giữ nguyên đúng không? Hoặc nó tăng theo hướng này lại một giá trị khác. Vậy thì chưa đủ dữ kiện để xác định, bởi vì đây nó đề cập đến chiều dài đường đi cơ mà. Câu 26. Rồi, đáp án D.
Tiếp theo chúng ta sang nội dung 6 và nội dung 7 liên quan đến điện dung của tụ điện. Về tụ điện thì nắm cho thầy này. Tụ điện thì nó gồm hai bản nhé. Định nghĩa được tụ điện, đơn vị đo của tụ điện này. Thì nắm được nội dung thứ nhất là tụ điện thì nó có cấu tạo gồm hai bản song song cách đều. Hai bản này là hai bản dẫn điện, hai bản này dẫn điện ngăn cách nhau bằng lớp cách điện. Đấy là về cấu tạo. Đấy là về cấu tạo của tụ điện đấy. Hai bản dẫn điện ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện. Rồi định nghĩa về điện dung thì mình có cái khái niệm về điện dung là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ. Đây, mình sẽ có điện dung. Điện dung thì kiểu là C. Đơn vị của nó là Farad. Đây, đọc là Farad này. Kiểu là F. Nó là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ. Khi mà đặt vào nó một hiệu điện thế U, lúc này thì nó sẽ bằng tỷ số của điện tích quy của tụ và hiệu điện thế U. Khi mà đặt vào hai đầu của tụ, nó sẽ được xác định bằng Q chia cho U. Đấy. Đây, với Q này là điện tích. Điện tích của tụ. Còn U ở đây là hiệu điện thế đặt vào hai bản tụ. Thì mình nắm được cơ bản thế này thôi. Đó là điện dung là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ, và nó khi mà đặt vào nó một hiệu điện thế U, lúc này thì nó sẽ tích điện là Q. Thế nha, nhớ được cái định nghĩa điện dung này, đơn vị đo điện dung Farad này, công thức của điện dung của bộ ghép nối tiếp ghép song song và biểu thức tính năng lượng của tụ. Đây cũng nhiều phần đây. Nào giờ thầy sẽ viết xuống dưới đây nhá. Rồi tiếp tục. Đối với tụ ghép nối tiếp và song song. Nào thầy xem cái phần nào xuống vị dễ nhìn. Rồi trong trường hợp tụ ghép nối tiếp. Mình phải viết tạo xuống đây. Nha, vẫn ở phần tụ điện nhé. Chúng ta ghi nốt nội dung này, tại vì hết giấy ở chỗ trên nên là thầy sẽ ghi cho chúng ta phần dưới. Về ghép tụ này. Đây yêu cầu liên quan đến các công thức điện dung bộ tụ ghép nối tiếp. Về bộ tụ thì cái này chúng ta tốt nhất là đừng nhớ máy móc nhé. Chúng ta tự suy luận được ra như sau. Trong trường hợp thứ nhất là ghép nối tiếp này, để mình suy luận thế nào. Đây ví dụ như thầy có các cái tụ như thế này nối với nhau, có tụ C1, C2 vân vân đến CN, thì mình nhận thấy một điều như sau. Thứ nhất, hiệu điện thế của cả cái này thì thế nào? U. Thì mình nhận thấy là khi mà nối tiếp thì U chắc chắn bằng U1 cộng U2 đến UN rồi. Đây, trong trường hợp nối tiếp cái này chúng ta phải nắm rõ rồi. Tiếp theo về Q thì các em nhìn nhé, Q là điện tích, mà ở đây các điện tích nó nối với nhau như thế này, tức là Q lúc này bằng Q1 bằng Q2, bởi vì lúc này nó thông với nhau và nó sẽ có giá trị bằng nhau, bằng vân vân đến QN. Mà mình dựa trên công thức C bằng Q chia cho U, từ đây mình rút ra được 1 phần C bằng U trên Q. Từ đấy mình có biểu thức đó là 1 phần C bằng 1 phần C1 cộng 1 phần C2 cộng vân vân cộng 1 phần CN. Thì cách cách mà chúng ta, nếu mà nhớ máy móc cách nhé, thì nó
ngược với R trong tụ, trong ngược với R thì chúng ta nhớ. Hiện nối tiếp cái này thì nó giống với R trong trường hợp song song. Còn song song của cái này thì nó giống với trong trường hợp nối tiếp. Đấy. Thì chúng ta nếu mà ghép song song thì có như sau. Ví dụ như thầy có tụ C1 song song C2 vân vân đến CN để trong trường hợp song song. Thì mình sẽ có được lúc này là CU thì bằng nhau rồi, U bằng U1 bằng U2 vân vân đến UN rồi. Q Q thì nó lúc này thì nó sẽ bằng Q1 cộng với Q2 cộng vân vân cộng với QN, bởi vì toàn bộ những cái này dồn ra ngoài thì nó được bằng mấy cái bằng cái tổng. Và cái này bởi vì nó ngược với R nên là mình nhớ đó là C thì bằng C1 cộng C2 cộng vân vân cộng đến CN. Thế thôi. Từ đấy mình có các trường hợp ghép nối tiếp và ghép song song. Rồi, phần thứ ba về năng lượng của tụ. Về năng lượng tụ thì nhớ cho thầy một công thức thôi. Nhớ cho thầy một công thức đó là năng lượng của tụ này thì bằng 1 phần 2 Q nhân U. Thế thôi, một cái này thôi đã đủ rồi. Để chúng ta có thể duy rút ra được những cái khác không? Đây 1 phần 2 Q nhân U. Thì các em cứ nhớ máy móc như thế, mình có thể nhớ thông minh như thế này chẳng hạn. Có tất cả các yếu tố trừ C ra, từ trừ cái điện dung của tụ ra, còn lại có Q có U, thế thôi, nhân 1 phần 2. Từ đấy thì mình có thể suy ra những cái khác như 1 phần 2 CU bình hoặc 1 phần 2 Q bình chia cho C. Thế thôi, mình có thể viết Q bằng C nhân U, U bằng Q trên C để đẩy vào mà. Thế là xong. Đấy là nội dung về tụ điện. Và bây giờ chúng ta sẽ đi một số câu ở phần này. Từ câu 27. Là chúng ta quay lại từ câu 27. 27 thì đây công thức U bằng Q trên C. Phát biểu sai về tụ. Đoán C, tụ điện thường được dùng như nguồn điện các mạch nhằm duy trì dòng điện một chiều, ra hiểu cái này không đúng nhé. Nó tích được phóng điện thôi. Câu 29. Đấy, về cấu tạo hệ thống gồm hai bản gần nhau ngăn cách nhau lớp cách điện. Chia hai vật dẫn. Hai vật dẫn tức là nó dẫn điện ngăn cách nhau bằng lớp cách điện. Đây như yếu tố này. Câu 30. A. Điện dung đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ. Đúng. 31. 31 chúng ta có đáp án C. Đúng không? Trong trường hợp nối tiếp mình có một phần C bộ là bằng một phần C1 của một phần C2. Nó ngược với, thì mình cứ nhớ máy móc, có thể là nó ngược với R chẳng hạn. Thì để mình rút ra cái này. Câu 8, 9, 10 liên quan đến định nghĩa về đơn vị đo là coulomb này. Định nghĩa đơn vị đo lại là coulomb và lượng điện tích Rồi bây giờ chúng ta sang cái chương liên quan đến dòng điện. Đến cường độ dòng điện. Tí nữa thì sẽ nói về cái định nghĩa này. Thứ nhất này, mình có cái cường độ dòng điện là gì? Cường độ dòng điện là đại lượng nó đặc trưng cho cái độ mạnh hay là yếu của dòng điện. Ví dụ như ở đây thì có một cái trên một cái dây dẫn như thế này. Trên một dây dẫn. À, bây giờ thầy xét một cái lượng điện tích, một cái lượng điện tích Q nó chuyển động trong một khoảng thời gian delta t này, nó chuyển một lượng điện tích là delta Q.
thì chúng ta sẽ có cái công thức tính cường độ dòng điện ở đây, đó là I thì bằng delta Q chia cho delta T. Và có thể viết bằng Q trên T đối với dòng điện không đổi, tức là cái dòng điện có cường độ không đổi theo thời gian đấy. Và cường độ thì đơn vị là ampere. Nhớ nhé, cường độ dòng điện, đại diện đặc trưng cho cái độ mạnh yếu của dòng điện này, nó xác định bằng lượng điện tích. Lượng điện tích chuyển qua trong một thời gian, đơn vị thời gian. Và từ đây thì mình có được cái định nghĩa về cái đại lượng Coulomb, đó là mình có rút ra được delta Q thì bằng I nhân với delta T, và mình rút ra được một Coulomb thì bằng một ampere nhân một giây. Đấy là định nghĩa về cái đại lượng Coulomb đấy. Thế thôi, xong cái nội dung thứ nhất. Rồi thứ hai, nêu được cường độ dòng điện đặc trưng là mạnh nhất dòng điện. Rồi xong rồi, đặc điểm của dòng điện trong kim loại. Nào bây giờ về dòng điện trong kim loại. Thứ nhất là dòng điện trong kim loại là gì? Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển rời có hướng của các cái hạt electron nhé, là dòng chuyển rời có hướng của các hạt e, đặc trưng trong kim loại là cái đấy nhé, là hạt electron đấy. Bởi vì trong dây kim loại thì tồn tại hạt electron nên đây nó sẽ có là dòng chuyển rời của các e tự do đây, dòng điện trong kim loại là dòng các e tự do. Bởi vì là các hạt tải điện ở trong kim loại thì đấy chính là các electron, nên là chúng ta sẽ có cái dòng điện trong kim loại thì chính là dòng của các e tự do. Rồi câu 32, để chúng ta sẽ đi các câu trắc nghiệm từ câu 32. 32 đáp án B. Dòng điện thì là dòng chuyển rời có hướng của điện tích tự do, nên người ta không nói rõ là trong kim loại hay không nhé. Nhé. Đây là người ta không nói rõ trong kim loại hay không, để dòng điện nói chung thôi. Thì là dòng chuyển rời của các hạt mang điện hay là các điện tích tự do, thế thôi. Quy ước chiều dòng điện. Nhớ cho thầy chiều dòng điện quy ước là chiều của điện tích dương nhé. Chiều dòng điện trong kim loại thì là hạt tải điện trong kim loại là E, nhưng mà chiều dòng điện là quy ước là điện tích dương nhé. Chiều dòng điện là chiều có điện tích dương đấy nhé, chú ý cái này. Dòng điện không đổi thì là dòng điện có chiều và độ lớn hay là cường độ không đổi theo thời gian, D thôi. 30 năm cường độ dòng điện được đo bằng, cường độ dòng điện nhé thì được đo bằng ampere kế đấy, ampere kế thì để đo cường độ dòng điện I. Cường độ dòng điện thì có đơn vị là ampere rồi. Cường độ dòng điện không đổi thì xác định theo công thức nào? Chắc chắn là đáp án D. Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch, đoạn ngoài nối giữa hai cực nguồn điện thì hàm năng chuyển rời có hướng dưới tác dụng của lực, lực này là lực điện trường đúng không, lực này là lực điện trường. Khi mà dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài thì chúng ta thấy này, thế như một bản dương một bản âm nối với một cái mạch, thì bây giờ chúng ta thấy là tạo ra môi trường điện trường ở trong cái vật dẫn, và dòng chuyển rời của hạt điện tích chính là thì là nhờ có cái lực điện trường. Hạt nào không tải điện ở đây? Hạt không tải điện ở đây chính là hạt neutron. Proton thì mang điện tích dương, e thì mang điện tích âm, cái này thì có thể âm hoặc dương tùy, còn cái này thì không mang điện. Tiếp theo câu 11 về điện trở. Yêu cầu nêu định nghĩa điện trở, đơn vị đo điện trở và nguyên nhân chính gây ra điện trở. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu điện trở là gì, định nghĩa điện trở. Thì mình nắm được cơ bản như sau. Thì các vật dẫn chẳng hạn như các cái cánh quạt chẳng hạn, chẳng như các cái cánh quạt hay là các cái bếp điện này,
hay là những cái bóng đèn. Thì đây là những cái vật dẫn, đây là những cái vật dẫn. Thì khi mà dòng điện chạy qua, nó cũng sẽ cản trở dòng điện, và cái đại lượng đặc trưng cho cái sự cản trở này chính là điện trở. Đây, các thiết bị này đều có điện trở bởi vì là nó là đại lượng đặc trưng cho mức độ cản trở dòng điện. Thế thôi. Ừ, bây giờ còn khoảng 1 phút nữa thì sẽ out phòng Zoom. Quên mất không nhìn màn hình ở trên. Cảm ơn Quyền nhắc nha. Để quên mất không ghi màn hình mấy cái phần này. Giờ ở câu 47 này. Tôi cứ tiếp tục câu 47 nhé. Khi mà đường kính của nó tăng 2 lần, thì đây mình có công thức của F là bằng pi nhân R bình, hay là pi nhân với D trên 2 tất cả bình, là D bình trên 4 đấy. Bây giờ mà nó D mà tăng 2 lần, thì tức là chúng ta sẽ có được, bây giờ D tăng 2 lần, thì lúc này chúng ta sẽ thấy là mẫu mẫu số cũng tăng 2 lần, cũng sẽ tăng là 4 lần bởi vì là bình phương mà. Mẫu tăng 4 lần rút ra là phân số hay chính là R nó giảm 4 lần. Thế thôi. Thì sang hỏi câu 46 hả? 47 là D nhá, câu 46 này. Chiều dài của khối kim loại đồng chất và tiết diện đều tăng 2 lần thì điện sở xuất của kim loại thế nào? Thì em chỉ nhớ mỗi cái thôi, đó là điện sở xuất rho này này. Đây là điện sở xuất nhé, chứ không phải điện sở đâu nhé, không phải điện sở đâu mà là điện sở xuất. Thì điện sở xuất nó sẽ phụ thuộc vào cái loại kim loại nhé, nó chỉ phụ thuộc bản chất của kim loại thôi, bản chất của cái chất làm nên cái điện sở đấy thôi, chứ nó không phụ thuộc chiều dài, không phụ thuộc tiết diện. Ở đây thì nếu mà người ta nói là điện trở thì mới phụ thuộc hai cái này, chứ còn giá trị rho là điện trở xuất thì nó không phụ thuộc hai cái này đâu. Đây là câu 46. Là điện trở xuất nhé, không phải là điện trở. Rồi tiếp tục mình sang với kiến thức của câu 13. Phát biểu định luật ôm cho dây dẫn kim loại nào liên quan đến định luật ôm dây dẫn kim loại nào? Có mấy phần? Định luật ôm với dây dẫn kim loại. Mình search đi xem các cái này. Định luật ôm thì nắm được cơ bản thế này thôi. Đó là Y thì bằng U chia R. Y ở đây cường độ dòng điện qua dây dẫn, đơn vị ampere. U là hiệu điện thế hai đầu dây dẫn, đơn vị volt. R ở đây là điện trở của vật dẫn, đơn vị là ôm. Thế thôi, liên quan định luật ôm. Ở câu 48 chúng ta có đáp án cường độ dòng điện sẽ qua dây dẫn kim loại tiên theo không phụ thuộc vào, nó phụ thuộc cường độ này. Cường độ dòng điện qua dây dẫn tiên theo không phụ thuộc vào dây dẫn có cường độ rất lớn này. Nhiệt độ tăng dần này, nhiệt độ giảm dần này. Ở đây thì xem nào, cường độ dòng điện sẽ qua dây dẫn, nó phụ thuộc vào dây dẫn mà có nhiệt độ nên là không đổi nhé. Chúng ta sẽ chọn đây là nhiệt độ không đổi, vì nó không đổi thì R mới không đổi, dẫn đến mình có biểu thức của định luật ô y bằng u trên R. Tiếp theo định nghĩa là suất điện động qua Chi, không nghe rõ. Thầy đã bật mic ở chắc là cái loa của em rồi.
sang câu 14 nhé. Thầy vẫn mắc mic gì đấy. Sang câu số 14 này. Định nghĩa về suất điện động. Nào, suất điện động. Suất điện động là ký hiệu là E, đúng không? Suất điện động E, đơn vị là vôn. Và nó là gì? Thì cái suất điện động này nó là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện. Bây giờ nhé, chúng ta sẽ có trong cái nguồn điện này, nguồn điện có bản dương và bản âm. Thì bên trong nguồn điện thì khi mà cái nguồn điện hoạt động thì nó làm di chuyển các điện tích dương. Đây là di chuyển các cái hạt điện tích theo chiều điện trường như thế này. Đây, và điện tích âm thì ngược chiều điện trường. Nó gây ra, chẳng hạn như trong trường hợp này, nó làm chuyển các điện tích dương sang bên bản âm. Và bây giờ cái nguồn điện này nó cần có cái nguyên lý, đó là nó sẽ có một cái lực lạ, một cái lực lạ làm chuyển các điện tích về lại cái bản của nó. Ví dụ như điện tích dương đẩy về bản dương, điện tích âm đẩy về bản âm, và nó đi ngược với quy luật nên được gọi là lực lạ. Và suất điện động ở đây thì nó được định nghĩa là đại lượng đặc trưng. Nó là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công A của lực, thực hiện công của nguồn đi, cụ thể là của nguồn, là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn. Và cụ thể ở đây chính là công của lực lạ đấy, làm dịch chuyển các điện tích quy dương về phía bản âm và điện tích quy và nó âm về phía quy dương thì về bản dương, quy âm thì về bản âm. Đấy, liên quan đến suất điện động. Và mình sẽ có biểu thức là E thì bằng A chia Q. Đây là công lực lạ. Đây là công của lực lạ. Đúng không? Q là điện tích. Rồi, đấy nhá, nắm rõ bản chất về cái nguồn điện nhé. Gồm hai bản là bản dương và bản âm. Thì bên trong nguồn điện này nó có một cái lực lạ làm đẩy các điện tích dương thì về bản dương, điện tích âm thì về bản âm, nó đi ngược với quy luật giống như cái máy bơm nước ấy, bơm ngược nước lên trên. Và chúng ta có cái lực lạ này thì đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của lực lạ chính là suất điện động. Và bên trong nguồn thì có một cái nữa, ngoài suất điện động E ra nó còn cái điện trở trong R nhỏ. Bởi vì khi mà mắc nguồn điện vào trong mạch thì nguồn điện nó cũng có tác dụng, đó là nó cũng cản trở dòng điện, nguồn điện nó cũng cản trở dòng điện. Nên là chúng ta người ta phát hiện ra đó là nguồn lúc này nó cũng có điện trở, và người ta gọi đây là điện trở trong R nhỏ. Thế thôi. Và mình có thêm cái công thức của định luật Ohm tổng quát có dạng đó là I thì bằng E chia cho tổng trở, đó là gồm R lớn cộng R nhỏ. Nào bây giờ chúng ta thử từng câu, bắt đầu từ câu 49. Công của nguồn điện ở đây, nắm rõ bản chất, đấy là công của lực lạ. Xong B. 50, suất điện động, đơn vị, vôn. Câu 51, ngoài đơn vị vôn ra, thì suất điện động còn có đơn vị là gì? Là joule trên coulomb. Tại sao? Bởi vì mình có E thì bằng A trên Q, một joule chia cho coulomb đấy. Tại sao lại có đơn vị này? 52, điều kiện để duy trì dòng điện chính là duy trì hiệu điện thế. Câu 53, duy trì hiệu điện thế tức là duy trì bản âm và bản dương đấy. Câu 53, khi nói về suất điện động thì phát biểu nó đây sau đây là sai. Đây chúng ta có đoán C. Suất điện động được đo bằng thương của công lực lạ dịch chuyển điện tích dương Q cùng chiều điện trường. Cái yếu tố sai ở đây là chữ cùng nhé, bởi vì lực lạ là đưa đi ngược chiều điện trường cơ. Thế thôi. Câu 54, phát biểu nào không đúng? Đơn vị của suất điện động phải là vôn, không phải là joule được.
Câu 5 năm, kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của nguồn điện? Nó dùng để duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện. Đúng rồi, nguồn điện duy trì hiệu điện thế. 5, 6, phát biểu nào sau đây sai khi nói về sức điện động của nguồn? Câu 56, D. Nên người ta nói là phát biểu sai nhé. Sức điện động đặc trưng cho khả năng tích điện của nguồn là không phải rồi, khả năng thực hiện công của nguồn. Khả năng đây là thực hiện công thì mới là đúng. 57, mình có công thức A bằng E nhân I nhân T. Đúng rồi. 58, bởi vì chúng ta có lúc nãy thì E bằng A chia Q nên rút ra là A bằng Q nhân E hay chính là E nhân I nhân T đấy. Phát biểu sai. Nguồn điện của pin có lực lạ là lực tĩnh điện á. Cái này, con này có sai. Câu 59, suất điện động của nguồn là đại lượng đặc trưng. Câu này dễ rồi, thực hiện công của nguồn. 60, mỗi nguồn điện sẽ đặc trưng cho mỗi nguồn điện đặc trưng bởi suất điện động và điện trở sau. Được rồi. Nào, 15, 16, nêu được năng lượng điện tiêu thụ của đoạn mạch bằng được đo bằng công của lực điện thực hiện là di chuyển điện tích công suất cái được đo của năng lượng điện công suất điện. Rồi cái phần này thì trong 2 buổi gần đây thì đã nói rất kỹ rồi, liên quan đến đến điện năng và À, rồi. Chúng ta cái gì? nêu những cái phần này thì đã nói kỹ rồi, đó là mạch ngoài mạch trong rồi đấy. Khi mà nguồn đây, ví dụ thầy có một đoạn mạch đây, bạn âm, bạn dương, bên ngoài nối với các thiết bị như các điện trở, chẳng R1, R2 là các thiết bị chẳng hạn. Thì chúng ta cũng chia làm các yếu tố, nó là đối với đoạn mạch hay là mạch ngoài cũng như nhau thôi. Đoạn mạch hay mạch ngoài thì chúng ta sẽ có như sau. Đối với đoạn mạch thì mình hay là mạch ngoài đấy, tên gọi như nhau thôi, thì mình có điện năng A thì được xác định theo công thức là bằng U nhân I nhân T. Đây nhớ công thức chính là công thức này là được rồi. U nhân I nhân T rút ra là I bình nhân R nhân T. Còn là U bình trên R nhân T. Rồi mình có công suất của đoạn mạch hay của mạch ngoài thì bằng A chia T. Chỉ là bằng U nhân I thôi. Đây là đối với đoạn mạch, tức là cái mà sử dụng cho tất cả những phần bên ngoài, cái sử dụng cái bên ngoài. Còn toàn mạch hay toàn mạch, điện năng toàn mạch hay là công của nguồn là cái phần toàn phần. Đây là cái có ích bởi vì nó chạy các cái bên ngoài, còn đây là cái toàn phần bởi vì nó được sản sinh ra và một phần nó hao phí do bên ngoài trong nguồn có điện trở rất nhỏ. Thì toàn mạch chúng ta sẽ có công của nguồn ở đây chính là bằng E nhân I nhân T. Mình nhớ đơn giản là thay cái yếu tố U bằng E thế thôi. Rồi mình có công suất của nguồn thì bằng A nguồn trên T. Cái này thầy đã nói kỹ trong 2 buổi gần đây rồi, thầy sẽ không nói lại kỹ nữa. Chúng ta xem lại những nội dung này nhé. Câu 62, và chúng ta tiếp tục về câu 62 này. 62 mình có đáp án C. Công suất điện cho biết lượng điện năng sử dụng trong đơn vị thời gian. Ok. 63, công suất định mức của các dụng cụ thì đây là công suất đạt được khi nó hoạt động bình thường nhé, hoạt động bình thường. Nhiều bạn nhầm sang câu A là không phải đâu nhé. Công suất lớn nhất thì nó vẫn sử dụng công suất lớn nhất đấy, nhưng mà một thời gian thì nó có thể cháy. Ở đây thì mình sẽ đề cập đến là công suất mà nó hoạt động được bình thường, công suất định mức. 64. Câu 64,
Và chúng ta xem câu 64. Phát biểu nào sau đây là sai? Cái này U bình nhân R đúng, U nhân Y đúng, Y bình nhân R đúng, chỉ cái này sai thôi. 65. Đèn hoạt động bình thường khi công suất định mức của nó, thì đấy chính là giá trị mà nó viết trên thiết bị rồi. B. Trên nhãn ghi như thế nào? Ý nghĩa con số ẩn sau đây là sai. Cái nào sai ở đây? Cái sai đây đoán C nhá. Nhỏ hơn cái này thì ấm hoạt động không, nó hoạt động với công suất thấp hơn, không thể trạng thái tốt nhất được. 6-7 đơn vị đo của công suất điện, công suất để vẫn là watt thôi. 68. Rồi 69. Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở ấm điện. Cái này thì nó có thể biến thành quang năng, cái này biến thành cơ năng, QD là hóa năng này. Đây thì ấm điện thì nó biến hoàn toàn thành nhiệt. 70. Các bạn mạch á, con thích cái phần này thầy đã cho mình tóm tắt nhiều rồi mà, cái này mình tóm tắt nhiều rồi đấy, những cái này thầy đã tóm tắt trong nhiều buổi gần đây rồi, nên chúng ta cứ xem lại vở là được chứ không thể phần này thầy làm tắt thôi, thầy tắt hơn những buổi trên lớp ấy. Tại vì trên lớp thầy nói phần này cũng chi tiết với dài chúng ta rồi, mình nắm chắc cái nội dung này rồi, về cái nào là nguồn, cái nào là toàn phần, cái nào là có ích, đoạn mạch hay mạch ngoài là như thế nào, đã nói kỹ cái chỗ này rồi nhé. Câu 70. 70 mình có đáp án C. Gần như những cái này là mình rút ra từ yếu tố là P bằng A trên T thôi. Mình có P bằng A trên T thôi. Rồi A mình có nhớ công thức chính là U nhân Y nhân T. Còn lại biến đổi thế nào thì tìm tùy được không? Ở đây người ta nói không thể là cái nào, cái này đúng, cái này đúng, cái này cũng đúng, vậy chỉ có đoán C cũng đúng thôi. Câu 71, nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn khi dòng điện chảy qua. Đoán B, nó tỷ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện qua dây dẫn. Bởi vì mình có, mình luôn thầy nói rồi, cái nhiệt lượng tỏa ra đấy thì mình có thể coi đấy là A luôn, nó cùng công thức với A. Mình có công thức là Q thì bằng U nhân Y nhân T cũng được, Y bình nhân R nhân T, hoặc là U bình trên R nhân T, vậy thì nó tỷ lệ thuận với bình phương cường độ, thế là xong. Câu 72. Số đếm công tơ điện cho chúng ta biết điện năng sử dụng cho gia đình. 73. Đây, sử công thức này thôi, mình đã có công thức quy rồi, UIT. Đó, Y bình nhân R nhân T, hoặc là U bình trên R nhân T, đúng không? Phải chọn đáp án B. Vì mình thấy là cái này sai, cái này sai và cái này cũng sai. 74. Công suất của nguồn điện. À, thì xin lỗi, câu 74 là công thức tính công suất. Đoán B. Câu 75, công suất của nguồn điện. C, cái này dễ rồi. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch thì không tỷ lệ thuận với cái nào? Điện năng tiêu thụ thì không tỷ lệ thuận với nhiệt độ của dây dẫn trong mạch, nó không phụ thuộc cái này nhé. Cái T là thời gian nhé, chứ không phải là trong cái công thức tính điện năng của đoạn mạch. A bằng U nhân Y nhân T thì cái T này là thời gian chứ không phải là nhiệt độ đâu, nhưng đừng nhầm. Câu 77 chúng ta có đáp án C. Phần này giống như nội dung trên rồi. Nào tiếp tục phần thông hiểu. Câu 17, thực hiện thí nghiệm hoặc là thực tế mô tả nút đấy. Thì cái này chúng ta đã xem lại cái phần nội dung thôi. Và như thế đã tóm tắt hết một mạch của hai chương này rồi. Tí cái nội dung nào cần lưu ý thì sẽ nói. Câu 78 đáp án C.
79A. Tiếp tục câu 80. Câu 80. Q1, Q2 đẩy nhau khi mà nó cùng xấu. 81. Thì mình sẽ thấy là M là cùng dấu với P này. Mình thấy là N để cùng dấu với Q. M và N thì nó hút nhau nên M khác dấu với N. Do đó thì mình rút ra là Q nó lại hút M. Đúng không? Xong cái câu 81 này này. Vậy thì từ đây mình rút ra được đó là Q hút M. Tương tự như câu 82, cách làm cũng như vậy. Chúng ta sẽ rút ra để đáp án C. Thì mình cứ suy luận thôi. Cái nào hút cái nào đẩy, cái nào thì thử xem là nào nó sẽ mang dấu gì về tính chất hút với đẩy nhau. Bởi vì cùng dấu thì đẩy nhau, trái dấu thì hút nhau, để từ đấy mình suy luận. 83 C. 84 mình có đáp án A. Vậy đây khẳng định không đúng thì nó là được tương tác mà. Câu này sử dụng cái công thức này. Thì chú ý nhé, khi mà đề bài cho epsilon không thì có thể mình không dùng đến. Có thể không dùng đến. Mình có thể không dùng đến mà dùng luôn K bằng 9 nhân 10 mũ 9 là được. Bởi vì người ta cho cái epsilon không với cái mục đích của nó chỉ là tìm k thôi, mà mình thì có luôn cố định cái giá trị k này rồi, mình cố định luôn cái giá trị này rồi, không phải tìm nó làm gì nữa. Nhưng mà nếu nếu mà nó cho cái epsilon thì phải dùng nhé. Epsilon không thì không dùng, nhưng epsilon thì phải dùng đấy. Đấy là nội dung đấy, chú ý. Câu 85. 85 mấy câu tính toán này chúng ta tự tính nhé. Cái này dựa trên công thức là E bằng K nhân trị tuyệt đối của Q chia cho R bình phương B. Câu 86 chúng ta có đáp án tiếp tục đáp án B. Cũng dựa ở đây mình dựa trên công thức F bằng trị tuyệt đối của Q nhân E thôi. Thì đấy mình rút ra E bằng FCQ. Câu 87. 87 mình có đáp án B. 87 mình dùng B nhá. Đáp án B ở đây thì chúng ta có thể tính được F thì bằng Q nhân E này. Từ đấy rút ra được E. Chúng ta sẽ rút ra được E thì bằng 3 nhân 10 mũ 4. Từ đấy thì mình có F bằng K nhân trị tuyệt đối của Q nhỏ nhân Q lớn chia cho S xenon nhân R bình. Hay số là để mình tìm ra cái quy lớn bằng 3 nhân 10 mũ trừ 7 mũ lên. Cái đáp án B. 88 A. Dựa trên công thức E bằng K nhân trị tuyệt đối của Q chia cho R bình. Đây là cái quy nhỏ mà. Cái ký hiệu quy nhỏ chẳng sao cả. Diện tích này là diện tích âm nên là có chiều hướng về phía đó. 89 tương tự đoạn D. Câu 19 là đoạn mô tả tác dụng điện trường đều nên phản điện tích chuyển động cho điện trường theo vuông góc. Thì chúng ta xem lại cái lý thuyết phần này nhé, tại vì thầy còn khoảng ít phút, 5 phút nữa thì ao phòng zoom này, ao lần này một tí đã thầy sẽ tải cái video này lên là sẽ kết thúc. Câu 90 thì đi nốt một số đáp án mấy câu này. 90 là D này. Câu 91 đáp án C. Tiếp theo mình có câu 92, quỹ đạo chuyển động của hạt điện tích ở sau điện trường đều. Quỹ đạo của nó là cung parabol. 93. Cái này thì thi giữa kỳ rồi, máy hút ẩm. Nhiều bạn lại nhầm sang máy lọc nước là bị sai đấy nhá. Câu 20. Sang phần 20 này. Điện thế khả năng sinh công là một điểm. Câu 95 mình có đáp án B.
nó cũng tương tự như câu trên thôi. Điện thế đặc trưng cho điện trường khả năng sinh công tại một điểm, thì nhớ yếu tố này, điện thế đặc trưng cho điện trường về khả năng sinh công tại một điểm. Có 9, 94, 95 nó giống nhau ấy. 96. Khi mà độ lớn điện tích thử đặt vào điện tích tăng lên thì điện thế tại điểm đó thế nào? Không đổi. Bởi vì điện thế tại một điểm nó không phụ thuộc vào độ lớn điện tích thử. Nó không phụ thuộc vào độ lớn của điện tích thử nhé. Câu 97 B. Đơn vị vôn thì bằng joule trên coulomb, bởi vì chúng ta có yếu tố điện thế này. Điện thế thì V thì bằng A trên Q này. Thế này chúng ta sẽ có một joule chia cho coulomb thôi. 98, mối quan hệ ở đây U bằng E nhân D. 99 về mối quan hệ của hai cái này thì chúng ta đoán D U mà nào bằng trừ U nào mà đã làm nhiều rồi. Đây liên quan năng lượng, cái này đã tóm tắt phần trên rồi nhé. 21 đáp án D. Đây năng lượng. Công thức không phải nhé, không phải này. Thì mình có nhiều công thức để tính Q mà, là để tính cái năng lượng mà. Mình thầy đã nói là chúng ta nhớ một công thức cố định là 1 phần 2 không liên quan đến C, tức là còn Q với U đúng không? Q nhân U. Tức là từ đây mình có thể rút ra là 1 phần 2 Q bình trên C hay là 1 phần 2 C nhân U bình. Nhớ cố định cái này là được. 1 trên 1 B. Thì mình có công thức là 1 phần 2 C nhân U bình. Vậy thì U tăng 2 lần thì năng lượng nó sẽ tăng gấp đôi, gấp bình phương lên là 2, bình phương là 4. 1 trên 2. Những cái này mắc song song, mắc song song nhau. Mắc song song thì mình nhớ là nó ngược với R rồi, nên C bằng C1 cộng C2 cộng C3. Đoạn B. 103, năng lượng dự trữ ở đây. Nhớ đổi nhé. Thứ nhất C thì là 2 nhân 10 mũ trừ 6 farad. U thì bằng 12V. Năng lượng thì mình có thể sử dụng công thức là 1 phần 2 CU bình. Thay số vào. 1 phần 2 nhân 2 nhân 10 mũ trừ 6 nhân 12 bình phương là đáp án B. Thế thôi. 104. 104. Đây chúng ta cũng suy luận ra này. Mình có Y thì bằng Q trên T, mình rút ra Y. 2 chia cho Y2 trên Y1 thì nó sẽ bằng Q2 chia cho Q1. Từ đấy mình rút ra được Q2. Đáp án này đáp án D. 101, một số câu trắc nghiệm nhanh nha. 105, chúng ta cũng tính toán ra đáp án này đáp án B. Chúng ta tính Q này. Q thì bằng Y nhân T. Sau đó mình sẽ có N thì bằng điện lượng chia cho E, diện tích của một hạt Ethereum đấy. Rồi, tiếp về câu 106. 106 chúng ta có đoán B. Mình có A nguồn thì bằng Q nhân với E. Từ đấy mình rút ra được là E thì bằng A nguồn chia cho Q thôi, ra 6V. 107. 107 chúng ta có đáp án B. 108 đáp án B. 109 là C. Dùng công thức A bằng Q nhân E hết. 110 D. Cũng là A bằng Q nhân E. 111 cũng tương tự đáp án D. 112 đáp án C. Và câu 113
Đáp án A. 13 thì chúng ta lập phương trình. Câu 100.